Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì mình đang có mặt tại bến đá An Cho Cô để mà quay cái cảnh mà xà lan mà bị kẹt ùn tắc giao thông ngay chỗ này cho mọi người xem nha. Chiếc này thì chiếc cán nè đang đậu ở đây thì nó cạn, nằm giống như là díp lép hết cái diện tích xong là tầm khoảng 60% nha các bạn, 60-70% rồi. Mấy anh này đang, mấy chiếc này đang chuẩn bị đi ga nữa nè, nhưng mà đi ga không được tại vì cái chiếc đó nằm bất tỉnh nhân sự rồi các bạn. Hai chiếc nổi đang xà quần không biết đang tính cái đường gì nữa đây. Bây giờ có thể là hỗ trợ kéo cái mũi anh vô cho nó nằm xếp xếp vô trong bờ mới qua được các bạn. Đây phía ngoài sau của mình nè, cạn hết trơn luôn ha, lộn, mấy chiếc này tàu nổi không có cạn, có mấy chiếc ở mị ngoài kia nữa. Người kia nó cạn hết trơn rồi, đang vòng vòng tới nữa kìa. Tại vì tháng này là cái tháng nước kiệt các bạn, ở trong đây nước gồng rất là sát. Bởi vì khi mà tới cái lúc mà nước gồng á, bây giờ đây nó cạn dữ trời lắm nha các bạn. Còn nước lớn thì ảnh đi được bình thường. Rồi đằng cầu đang kẹt dữ lắm rồi nha các bạn. Đằng đảng này chiếc xà lan đảng đang nằm cạn ngay giữa chân cầu nữa. Ở ngoài trước ngay chỗ này là cái bến đá nè, bây giờ thì mà anh đang tiến tới nè, ở ngoài thì đang chạy nước xuôi yếu yếu vô nha. Đây cái chiếc cabin hai đầu này đang chuẩn bị vô nè các bạn. Thì chiếc xà lan hai đầu là chuẩn bị vô, mấy anh này thì thường thường là ở ngoài vùng An Giang chạy vô, ở ngoài Long Xuyên chứ ở ngoài Thuận Giang các bạn, chạy vô trong này nha để mà kiếm chỗ đậu để mà lấy đá. Rồi nó cạn cứng ngắc hết trơn rồi. Đây vị trí xe lan đậu một cái tới công chuyện luôn. Rồi tới bây giờ tới anh cảnh sát này anh kiếm đường ảnh qua nha các bạn. Tại vì cái tiếng này là giao thông, giống như là cái tiếng giao thông chính vậy. Nếu mà ùn tắc là phải nói là nó thấy dữ trời lắm nha. Ở đây thì đậu rất là đông luôn, tại vì mấy anh này lấy đá với lấy đất nè. Mấy anh ghe nhỏ nhỏ thì đi lấy đất, còn mấy chiếc xà lan lớn là đa số là lấy đá vận chuyển xuống những cái vùng mà Cà Mau với Kiên Giang rồi đó các bạn. Thôi chắc có lẽ để mình chạy qua bờ bên kia mình quay cho các bạn xem ha. Ở bên góc bên đây nó bị khuất tầm nhìn quá, nhìn nó không có thấy được rõ các bạn. Rồi các bạn đợi mình một chút xíu nha, để mình chạy qua bờ bên kia. Đây mình đổi góc quay nha các bạn. Đó là đang ùn tắc giao thông nữa kìa. Trời ơi, không biết cái gì trước mặt nhưng mà thấy khói đen là thấy tới công chuyện rồi nha các bạn. Ở ngang thì chứ, mà được có cái là trong này tàn là sắt không rồi các bạn, nên khi mà có da chạm nhẹ nhẹ rồi nó đỡ lắm, không sao. Hay quá thì nó chỉ chốc nước sơn thôi, chứ ghe cây vô đây cái là diêm mình ghe hết trơn luôn, xuống hàng cái là bơm nước hơi bị cực luôn các bạn. Tại vì mình cũng đi ghe mà gặp mấy cái tình trạng này mình thấy mình sợ lắm, nhất là ghe cây á. Rồi anh ghe sắt này bắt đầu nó qua nè, giỏi rồi, giỏi hàng rồi đó, cái binh rồi. Ghe sắt này anh qua đây, ghe sắt này thì chở đất nha các bạn. Anh đậu nãy giờ đã cũng tầm khoảng một tiếng đồng hồ rồi đó, anh đợi cho nó chống luôn hết trơn rồi giờ anh mới bắt đầu qua nè. Anh này anh cạn ghê, Phú Thành 40, có cái đoàn nhiều dữ trời. Vậy là cái đoàn xà lan này nhiều lắm nha các bạn, cái này là của một công ty rồi nè. Phú Thành 40, mấy chiếc này là đóng mà mấy cái quầy hầm hàng mà nó có mấy cái này nè các bạn, là mấy chiếc này là thường thường là đi biển nè, nó mấy cái chốt đó đó, mấy cái chốt đó nịch bạc cứng dữ trời lắm. Anh này thì anh đậu im gu rồi, anh đâu có nói động tới ai nữa đâu. Ai muốn làm gì làm nữa các bạn, kiểu giống như là anh đã nằm trên thớt rồi đó. Bây giờ thì ai muốn làm gì làm, ảnh cứ vô trong cabin đóng cửa và ngủ thôi.
Rồi, sát luôn nè. Anh này anh còn sợ ngoài trước hình như kẹt luôn hay sao anh chưa dám qua nha các bạn. Tới ghe anh chở đất này qua đây các bạn. Quá trời đây sao mà xà lan với ghe sắt chở đất nhiều quá ha. Mình không biết là anh lấy đất ngay chỗ nào nữa. Để bữa nào mà mình có dịp mình đi theo chiếc xe ben mà chở đất này các bạn. Một chuyến để mà khám phá cái mỏ đất cho mọi người xem nha. Ờ, anh này anh chở cái mũi cẩm nè. Mấy chiếc vỏ tàu này là chở là mà tàu sắt này chở hết tải nhiều lắm nha các bạn. Tại vì nó kêu mũi kêu lái lên cao lắm. Cái mũi cẩm đây có một cô gái rất là xinh đẹp nha các bạn. Rồi bị cái đèn che luôn rồi. Rồi bỏ ra rồi đi vô luôn rồi. Còn ở trên này hình như là ủa rồi sao tối thui luôn rồi trời. Cái máy quay phim của mình nhiều khi nó bị cháy nắng nó khó chịu lắm các bạn, nó bị tối thui à. Đây cái chiếc xà lan này mini nha, cũng rất là đẹp luôn nè. Mấy chiếc này mình nghĩ là chắc chở xi măng nha các bạn, lấy ở bên Hà Tiên về chuẩn bị đi qua chỗ cái khúc mà hẹp này đây. Rồi đi ngang đây là phải cầm chim độn nè. Bây giờ chỉ đợi như nào anh này nước lớn quậy ra thôi chứ kiểu này là thua rồi. Hồi nãy có mấy chiếc hỗ trợ ảnh lôi mũi ra mà lôi cũng không được luôn. Cái chiếc này chắc tầm khoảng 150 đến 160 tấn nha các bạn. Chắc không tới 100, chắc không tới 150 đâu, tại vì mình thấy cái chiều ngang nhỏ quá nè. Cỡ 140 quá. Đây nè các bạn, thêm một chiếc xà lan nổi bự ra nữa ha. Chiếc này hơi to ở đây. Ở trong kia đang có một chiếc xà lan cẩm nữa kìa. Để hồi coi cho bạn xem cái chiếc nổi này qua rồi tới chiếc cẩm luôn nè các bạn. Bự quá. Chiếc này chắc cũng cỡ 400 quá. Rồi qua cái là sát vô bờ luôn nè. Ở ngang thì chứ. Ở trong này đạp riết mà đất mà nó mòn luôn nè các bạn. Láng luôn á. Anh võ dịch bên đây ảnh lính quýnh hết trơn rồi nè, ảnh hết biết đường gờ luôn rồi nè. Tại bị rồi cạn. Mình đi ra phía mà sao cho bạn xem ha. Rồi nó cạn luôn rồi trời. Rồi. Cạn luôn rồi các bạn. Tao nổi chạy qua còn cạn nữa, hồi anh kia khẳng không biết sao anh qua thôi. Bị bọn luôn rồi. Cạn nổi lái lên bị bọn chương trình luôn rồi. Trời ơi tấp vô trong bờ luôn rồi má, lấy ra hết nổi rồi kìa, cái mũi nó liệt vô trong bờ kìa các bạn. Cái mũi nó đang bị liệt vô trong bờ rồi kìa. Đây chuẩn bị tới nè các bạn. Nhắm ngay là nhào tới thôi à.
Chứ này chiều ngang lớn quá, bởi vì nó sát cho bờ luôn. Quá mạnh. Rồi ok, qua rồi. Tới đằng kia chứ chỗ đằng kia thì nó dở rồi các bạn, có chỗ này là khó nè. Đằng kia thì ôm sát vô chiếc tàu đằng đó thì qua. Có chỗ này thì anh đưa cái mỏ ra, cái mũi ra hơi nhiều. Đi qua chỗ này hơi khó. Đây đằng này có một anh thì khẩm đang lù lù lại đây nè. Anh đang chần chừ và suy nghĩ không biết là có nên qua hay không nè các bạn. Rồi tới đằng đẵng nữa nè các bạn ơi. Hồi nãy mình tưởng đâu đằng đẵng ảnh qua ngọt mà nhờ không ngọt rồi. Bị cạn đẵng nữa rồi nè. Nằm ngay chân cầu luôn ha, cái chiếc đằng đẵng cạn ngay chân cầu luôn mà. Phú Thành. Hai chiếc luôn nè, ở đằng đẵng chiếc với đằng này chiếc. Hai anh này chở hình như là sâu quá hay sao bị nước gầm xiết rồi nó cạn các bạn. Chua lè luôn rồi. Hết qua nổi luôn. Cái chiếc này máy cũng mạnh dữ trời lắm nha các bạn, mà có điều cái là chương trình hơi phơ chạy không có đủ nước. Thì các bạn thấy anh lên ra mà cái máy nó nhẹ hẳn à. Trời dính cục luôn rồi. Anh tài công buông qua lan ra giờ luôn rồi. Chiếc này đẹp quá, chiếc cabin vàng này nè. Rồi rồi quậy không ra cạn luôn hay giờ, tại vì ngay chỗ đó là đá nhiều lắm nha các bạn, nên chạy nhiều khi là mấy anh ảnh cũng nương nương máy xíu chứ mình nạp quá nhiều khi nó chặt chỗ đá thì hư hao chương trình tốn tiền nữa, tại vì ngay chỗ khu vực này là mình thấy là hai bên mé thấy toàn là đá là nhiều nè, tàu nổi mà còn cạn nữa trời, cạn cái phần là ký rồi đó các bạn. Đa số mấy anh xà lan đây là dòng máy của Min là nhiều nhất nha các bạn. Trời dính luôn rồi. Không qua luôn trời. Rồi nhanh nhất đi được kìa các bạn. Đây cái chiếc ghe sắt đằng đẵng nó cạn xịt khói luôn rồi các bạn. Anh này anh chạy sai luồng sao mà bị dính cạn nữa nè. Trời ơi khói đen. Giống như là xịt thuốc mà chống dịch Covid-19 vậy ha. Hết trời. Chạy ghế này là thử mùi khói ghế là biết máy gì luôn đó các bạn. Ở đẳng này một nồi nữa nè. Ôi đông dữ trời má ơi. Rồi ra. Ảnh ra được cái chướng ngại vật đằng đẳng thì lại tới này thì thêm chiếc đằng này cái nữa. Đậu trên nền luôn nè. Có mấy anh xà lan nổi bự bự này đang lắng lắng tới nè, nhưng mà không biết sao qua được nữa. Tới cái chiếc này chở xi măng bự dữ trời lắm nè các bạn. Đang chuẩn bị qua nè. Rồi đánh lái sát vô trong bờ luôn ha, đừng mà ôm vô chiếc xà lan ở chỗ khu vực này đã cạn lắm nè, cái chỗ này nè. Cái lái mà thả nhẹ qua bên bển là nó cạn liền. Nãy anh kia anh chạy ngang đó xịt khói không. Quá trời này không biết chừng nào nước lớn, nước nào nước lớn thì mấy anh đó anh mới để mà lui ra được các bạn. Mà mình giờ cái tình hình này thấy nước nó chưa nhảy mà nữa. Tới đằng này nữa rồi nè. Thảy dây buộc luôn rồi. Ủa? Hình như là anh thảy dây chịu lại, đừng cho mũi nó tấp vô trong bên cầu nha các bạn, chứ để nó tấp bên bển này cạn nữa, tại vì bển đàn là đá với bãi lại cơ mà. Vô không? Rồi không vô luôn.
Rồi ok. Đó, chịu cho nó sát với cái chiếc xà lan lại. Anh sẽ chịu vậy đây nè, cho cái chiếc xà lan nó giật, cho ép vô nè các bạn. Đó, nó ép vô như thế rồi sẽ lặn từ từ qua ha. Chứ để mà nó tấp vô bên chân cầu là tàn là đá rồi trong trọng cạn quậy cực dữ trời lắm. Chợ này muốn chuyển mưa nữa, đằng đẵng còn một nồi trắng giữ thằng thiên địa rồi. Trời ơi nè các bạn, dòm nè, giống như là bánh canh nha. Đây này, anh qua chỗ này nè các bạn, anh không bù cho mũi nè các bạn, thấy mũi tấp vô liền á, tấp vô trong bờ luôn à. Rồi bụi dây luôn rồi, bụi dây lái luôn rồi các bạn ơi, đậu đi luôn cái gì rồi, hay là buộc dây lái đừng ve, đúng rồi, buộc dây lái đừng ve giật cái mũi ra ha. Nó bùi dây lái dảnh ve cho cái mũi nó dạt qua bên chiếc xà lan bên bển nha các bạn, rồi mới mở dây rồi lù lù tới. Tại này hồi nãy bởi vì cái chiếc trước các bạn thấy không, ảnh đi qua chỗ này bắt đầu cái ảnh giục cái cọng dây mũi qua đó các bạn, cho nó ép sát xà lan vô rồi chạy tới dễ hơn, còn để mà tắp mũi là khó chỉnh lắm. Này các bạn, lái nó cọ vô đây luôn rồi nè, cọ trong này luôn nè, đâu có lấy lái được đâu, chết bà ơi, dạng mũi nó rồi. Rồi sao nữa nè, dạt mũi qua bên đây rồi nè, dạt mũi qua đây là cạn nha các bạn, cạn là khó chỉnh lắm á. Nè góc ở ngoài sau lái nè các bạn, ơi đứt chế động, đứt chế động. Chết mẹ ơi, dính vô rồi. Ôi cái chế động dính ngoài sao kìa, trời dính chế động này là chạy không được nha các bạn. Ảnh cạn dính đi luôn rồi trời. Hai bên toàn là đá, cái chết bên đây toàn là đá không rồi các bạn, bởi vì chạy nó ấy vô, nó cọ lường, nó chống cái sơn xét hết trơn luôn. Đi qua được cái khúc đó rồi tới cái khúc này nữa nè các bạn. Trời ơi trời, cái chỗ này còn mặn chát luôn ha. Thì những cái tình huống như thế này thì mình sẽ chia ra nhiều phần các bạn, tại vì nó dài quá rồi không biết hai chiếc này nó sẽ xử lý như thế nào khi mà nước lớn nữa, nên mọi người đón xem để mà theo dõi ha. Cái này mà quay luôn tuần chắc tầm khoảng 4-5 tiếng đồng hồ chưa hết nữa các bạn ơi. Hai cái anh này anh nằm nè, Phú Thành á, anh nằm ngay đó thì cạn, bây giờ đợi nước lớn ra coi anh xử lý như thế nào nữa. Chạy vô cái đường này giống như là chạy giống như cái con lăng quăng nhá, là lạng qua lại. Mấy anh mà tài công mà chạy vô trong cái đường này xong đi ra cái là cứng rồi luôn. Rồi đằng đẵng mới mặn nè, chỗ này mới chua nè các bạn. Đó, qua được cái khúc này mới chua nè. Cái chiếc xà lan này nó lấy đá xong rồi cạn nghiêng luôn nè các bạn. Trời ơi, bên đây thêm chiếc nữa. Chiếc này đẹp quá mà ảnh tấp vô trong đó luôn rồi. Chắc mình thấy tình hình ở ngoài trước cạn quá, ảnh chưa có gấp qua các bạn. Để coi ảnh qua như thế nào cái tình huống này.
Vô trong này thì chỉ từ từ mà qua thôi các bạn, chứ không thể nào mà chạy nhanh được. Chạy nhanh là mình xử lý không có kịp. Cái chiếc này thì lấy đá cạn nè, họ không biết sao anh ra nữa nè. Cạn nghiêng dữ lắm rồi nè. Bây giờ thì mấy anh đằng đó đã dẹp luồn vô hết trơn nha các bạn. Mà có cái là hai chiếc qua mặt thì hơi khó nè. Các bạn thấy là đẳng đang một chiếc đang chuẩn bị lại đó nè. Cái này giống như cái kênh chợ gạo lúc vậy ta. Cái này giống như lúc là kênh chợ gạo hồi lúc mà đường chưa lưu thông các bạn. Quá trời ngạt luôn. Bởi vậy mấy anh em nào có đi vô trong cái bến đá thì nhớ canh nước ha. Hoặc là hỏi thăm tình hình trước để vô trong đây thì nó hơi bị ùn tắc giao thông nè các bạn. Bây giờ ở trên đó là tắt luôn luôn nha các bạn. Cái anh nổi mà màu xanh xanh này là anh đang vô nè. Rồi đuôi tôm đuôi gà gì đâu mà đưa ra lĩa chĩa hết trơn à. Anh Võ Dịch nè. Mấy chiếc trong đây thì đa số là tầm khoảng 400 tấn 500 tấn trở lại không rồi nha. Lớn nữa tầm khoảng 1000 thì không có các bạn. Tại vì đi vô trong này khu vực này là 1000 đi không nổi đâu, nó cạn các bạn. Mấy chiếc như thế này mà thấy quậy cũng chằng ngay luôn nè. Được may mắn có cái là nước đây không chảy ha, chứ nước mà chảy là rất là khó xử lý luôn. Trời, cái máy này chạy dữ quá. Nằm nghe giống như siêu xe vậy. Cái gì đây, cái gì đâu mà khói đen khói đất gì nạp quay vòng vòng 80 độ luôn rồi. Anh này hình như là anh vô cần xuống hàng nha các bạn, vô cần sạc xuống hàng, bỏ neo vô cần sạc xuống hàng. Đó như dịch đạp kìa. Đi vô trong cái đường này là mới biết là anh tài công nào đỉnh nha. Chạy mà đường này chừng một năm mà mình cứ đi vô đây liên tục là phải nó ra một cái là giống như là ra trường luôn các bạn. Cứng ngày luôn. Ở dưới này anh nổi lộn cái chiếc xà lan cẩm này đang cố gắng mà kéo cái mũi cho nó xếp vô nha các bạn. Nãy mình thấy anh mới buộc được cái cọng dây tiền rồi nè. Nó đang ve giật lại cho mũi xếp vô mà mình thấy là cạn dữ lắm rồi, không vô nổi rồi. Chứ nằm vậy thì anh qua không nổi. Còn anh Võ này thì anh đang cố gắng để mà chen qua đây. Mấy chiếc Võ này thì chở đất nha các bạn. Để mình cho các bạn xem xong cái chiếc xà lan này qua khỏi được cái điểm cạn này an toàn, mình cũng xin kết thúc cái video của mình ở đây nha. Để rồi xem coi tiếp tục hai chiếc xà lan nữa sẽ xử lý như thế nào, mình sẽ quay tiếp cho người xem. Tại vì cái nội dung này nó khá là dài, nếu mà quay luôn tuần thì nó rất là lâu chứ nó không có kết quả cho người xem á, nên mình sẽ chia ra nhiều phần nha các bạn. Chứ cái tình hình này là cơ bộ là rất là lâu rồi để xử lý cho hai anh này xử lý để mà ra khỏi cái điểm cạn nè. Đây một chiếc đẳng chiếc hai anh Phú Thành. Rồi sao mà trồng dây mình thấy ve không nổi thì sao, muốn bỏ cuộc luôn rồi nè. Bây giờ mình đi xuống dưới nới dưới này cho mọi người xem cận cảnh hơn nha các bạn. Này anh trồng dây hồi nãy anh đang cố gắng ve nè, hình như là anh đợi cho cái mấy chiếc ghe này qua hết rồi anh sẽ xử lý sau, sẽ ve giúp sau các bạn. Ở đâu mà có mấy cái cây nóng đá nằm ở đây nữa trời. Đây nè các bạn, cái này thì ghe chạy không biết cọ vô quá. Ở đây có mấy anh xà lan anh chim độn sẵn nè. Quá trời kẹt cứ ngắt rồi. Anh này thì anh đang đợi để mà giúp hỗ trợ cái chiếc đó cho nó xếp nó ép vô.
Rồi mấy anh ga nhỏ thì qua ok ha, còn mấy anh bự không biết làm sao đây. Sát kế bên luôn. Ghe cộ đi ngang đây là lưu thông liên tục luôn nha các bạn. Kìa, mấy chiếc bự ở ngoài ngoài vô tới nữa kìa. Tới công chuyện luôn rồi trời. Trời ơi, anh giật kìa. Không ra rồi. Cạn lắm rồi. Tại vì anh ve anh giật cho nó xếp vô rồi anh mới qua được các bạn. Tới anh này qua đây. Chiếc này nhỏ hay chiếc sau mới bự nữa kìa các bạn. Bích chịch luôn rồi nè. Mấy chiếc này thường thường đi lên trên Hà Tiên để mà chở xi măng nè các bạn. Tại vì có bạc nè. Xào chống ra. Chết thà không tới rồi. Quá trời cái đường nó cạn. Hỏi mẹ ơi. Rồi chiếc sau này mới mặn nè. Để coi chiếc sau qua như thế nào nha các bạn. Ôi khói. Ở ngoài trước đang có thêm một chiếc nữa nè, chặn cái mặt này. Đây cái chiếc này mới đầu lấy dây ủi đây các bạn. Buộc dây ủi đây ha. Buộc ủi tiếp vô cho nó xíu cái mũi vô các bạn. Trời ơi dập cái binh luôn rồi. Hồi sáng là có ông kia ông ngủ rồi mà không nổi nữa đó. Đó tới nè. Rồi bỏ cụ luôn rồi. Thử một cái thôi các bạn. Thử một cái không nổi anh bỏ cụ đi luôn rồi kìa. Bỏ em bây giờ giữa dòng đời chợ mới luôn rồi. Này tới anh chở tàu sắt chở đất qua nha các bạn. Ôi ôi ở trong kia có chiếc xà lan bự lắm, đang chuẩn bị ra kìa. Rồi lấy xào ra chống. Bây giờ các bạn thấy không, mỗi lần mà chiếc ghe hay là gì hay là chiếc xà lan gì đó nó ghe lại cái là mỗi bơi ngang nè các bạn. Không giống như chiếc xe ha. Chiếc xe thì mình có thể đạp thắng mình đứng tại chỗ được. Còn mà chiếc ghe hay gì đó thì thôi là muốn ghe một cái là phải nói là nó cực dữ trời lắm các bạn. Gặp thêm mà nước xuôi cái nữa thì bó tay luôn. Rồi có lẽ cái video mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Mọi người nhớ đón xem cái phần tiếp theo nha. Tại vì bây giờ anh đậu vô trong đó anh bất tỉnh nhân sự nữa rồi. Để coi chút xíu nữa coi anh xử lý như thế nào thì mình sẽ quay thêm một phần nữa gửi đến cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ bấm vô cái phần đăng ký giùm mình nha.